Rồi em sẽ quay cận cảnh cho anh chị coi nha, giới thiệu mẫu rõ hơn nha anh chị. Rồi trước tiên là em sẽ giới thiệu cái lua dây nam mới vừa về nha anh chị. Rồi cái này nè. Rồi cái này là dây ha, dạ, Hồng Kông ống rồng cái này. Và cái trọng lượng cái này á là nó tầm khoảng là 7 lượng rưỡi nha anh chị nha, 7 lượng rưỡi à. Rồi đây là em để dài cho anh chị dễ coi ha. Rồi đẹp xuất sắc luôn anh chị, những cái móc của cái ống của nó nè, lòng là ống lòng nổi luôn nha anh chị nha. Rồi những cái ống này của nó là tất cả là đều móc máy nè. Rồi em có lô, em có về cái mẫu mà về dây Hồng Kông nè, dây Hồng Kông máy bào ống vừa có đồng tiền vừa có rồng luôn nha anh chị nha. Cái dây này thì có trọng lượng là 5 lượng à. Rồi em có về cỡ nhỏ hơn luôn nha anh chị, cỡ nhỏ hơn của nó thì nó tầm khoảng là 3 lượng à. Mấy anh chị nào mà thích cái mẫu nào cứ chụp màn hình lại cho tiệm nha, sẽ có nhân viên tư vấn cho mình à. Và địa chỉ tiệm em thì là ở 209 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh à. Mẫu dây này là 3 lượng nha anh chị nha, em có về 5 lượng 3 lượng à. Rồi có mẫu cỡ nhỏ nữa, đây là nói chung là ví dụ như anh chị mà muốn mua tầm trọng lượng nào cứ chụp lại mẫu rồi nhớ tin sẽ có nhân viên tư vấn cho mình ha. Còn cái mẫu dây này là dây Hồng Kông trơn máy bào à. Mẫu dây này là 3 lượng nha anh chị. Nếu mà anh chị nào mà thích những cái gì mà nó đơn giản á, không thích ống á, thì là mình chọn cái mẫu như vậy nè, mình đeo rất là thoải mái luôn, không có sợ bị cắn cổ hay là gì đâu ạ. Đeo rất là êm cổ nha. Rồi em có về một cái vô lô dây à, lô dây đây thì nó nhẹ vàng hơn xíu à, nó tầm khoảng là 2 lượng mấy à. Dây Hồng Kông nha, Hồng Kông nhưng mà cái này không phải là máy bào trơn nha chị, cái này thì nó có móc máy à, ống á là ống rồng nổi à, có trọng lượng là tầm khoảng là 2 lượng rưỡi nha anh chị. Rồi đây cái mẫu hồi nãy em giới thiệu cho anh chị á thì là có 7 lượng 3 lượng, còn cái này là tầm khoảng là 2 lượng 2 nha, 2 lượng 2 à. Rồi và em có về thêm mấy cái về thêm mấy sợi mà Hồng Kông nha, Hồng Kông mấy bào trơn à. Cái này thì có trọng lượng của nó là tầm khoảng là 1 lượng à. Rồi em có về cái mâm lắc nè anh chị ơi, quá đẹp luôn, đơn giản, rất là đơn giản luôn nha. Nhưng mà ví dụ như anh chị nào thích đơn giản á, anh nam chị gái nè thích đơn giản á, thì mình có thể lựa chọn những cái mẫu này cho mình nha. Rồi cái này em đĩa lên nhiều luôn cho anh chị dễ coi ha. Mấy cái này thì nó có trọng lượng tầm khoảng là 1 lượng nha anh chị nha. Cái này là nó dặn trơn, trơn dập bi, còn cái này là sen kẻ thẻ nha, chữ N. Còn cái này là dấu nay ạ. Rồi, cái này là em về trọng lượng của nó là tầm khoảng là 5 chỉ nè, 5 chỉ nè nha anh chị nha. 5 chỉ à. Nó cũng rồi nó có nhiều trọng lượng lắm nha anh chị, nói chung là nó dao động tầm khoảng là từ 3 chỉ, 2 chỉ mấy, 3 chỉ cho tới 1 lượng à. Rồi mấy cái này là tầm khoảng là 2 chỉ nè anh chị, 2 chỉ nha. Còn mấy cái này là tầm khoảng là 3 chỉ à. Rồi em có về thêm là một cái chùm dây em bé nữa nha. Rồi dây chỉ công nè, dây bi trơn nè. À. Rồi
Rồi em về cái mẫu này nè, anh chị vừa rồi mà hỏi á, mà ví dụ như không có ni của mình á, tại vì cái mẫu nhẫn này là không có chỉnh ni được, nên là thành ra em có về thêm ni, bổ sung ni cho mình nè. Anh chị nào mà thiếu ni hay là chưa mua được cái ni tay của mình á, thì là có gì mình ra tiệm hoặc là mình inbox cho tiệm nha, để có nhân viên tư vấn cho mình nè. Mẫu nhẫn lông voi à, đeo mang lại sự may mắn nha anh chị nha. Rồi em có về một hàng và hai hàng luôn à. Rồi em sẽ rồi một siêu phẩm nhẫn nữ mà hũ trắng về luôn nha anh chị này nha, rất là nhiều luôn để em đeo lên tay cho anh chị tham khảo à. Mấy chị nhìn cái hộp này là xuất sắc luôn à, sáng cực kỳ luôn. Mấy cái mẫu này là sò nhân tạo nha anh chị nha, đeo cực kỳ sáng luôn à. Từ nhỏ tới lớn là em về đầy đủ nha anh chị nha. Ví dụ như cái nào mà anh chị không vừa ni ấy, thì là mình có thể chỉnh ni lại à. Trời ơi, nó sáng lắm luôn nha anh chị nha. Trời em lấy một lần nhiều để cho mấy anh chị dễ tham khảo á, tại vì nó về rất là nhiều mẫu luôn. Anh chị cứ thích cái mẫu nào chụp màn hình lại làm dấu nha, rồi gửi vào tin nhắn á, sẽ có nhân viên tư vấn cho mình à. Rồi em lấy thêm mẫu cho anh chị nha, quá trời mẫu luôn anh chị ơi. Rồi thêm một lô nữa nha anh chị nha. Anh chị có thấy rõ mẫu không ạ? Quá trời mẫu luôn à. Rồi, cái mẫu đây đẹp xuất sắc luôn nè anh chị ơi. Chữ H nha, tất cả là đều phun hộp baguette à. Rồi, nó còn nhiều mẫu lắm nha anh chị ráng đợi em xíu để em lên nhanh cho anh chị nha. Để mình coi được hết mẫu để mình tham khảo, rồi có gì mình ghé tiệm hoặc là mình mua online nha. Và em nhắc lại là số tài khoản tiệm em là chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi là 25391629, chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu. Trước khi mà mấy anh chị mà mua hàng á, thì là mình phải gọi điện video Zalo xác minh tiệm, xác minh quản lý, xác minh cô chủ nha, rồi mình hãy chuyển khoản nha anh chị nha.